Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng tham gia hội nghị trực tuyến chính phủ đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2018. Lâm Đồng đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ hội cuối năm và Tết Dương lịch. Nâng cao chất lượng giống khoai tây Đà Lạt. Hơn 120.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhật Bản vừa tìm ra vaccine mới giúp phòng ngừa đột quỵ. Những nét duyên dáng của thành phố Hoa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội, hội nghị thường niên chính phủ với các địa phương đã khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm đánh giá kinh tế xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự. Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2018 lần đầu tiên trong 10 năm qua, nền kinh tế Việt Nam vượt mức tăng trưởng đạt 7,08%, xuất siêu đạt kỷ lục trên 7,7 tỷ đô la, gấp hơn 3 lần kỷ lục đã từng xác lập. Việt Nam thuộc nhóm kinh tế phát triển cao và hàng đầu châu Á. Chúng ta đang có sự chuyển dịch về mô hình tăng trưởng và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị. Thủ tướng chỉ ra là nghị quyết của Trung ương về kinh tế tư nhân đang thực sự đi vào cuộc sống. Chưa thời điểm nào chúng ta được chứng kiến sự lớn mạnh của một quyết tâm vươn ra biển lớn của kinh tế tư nhân như trong 2 năm qua. Nhiệm vụ về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đều thực hiện tốt. Nhiều kết quả về văn hóa xã hội, đặc biệt thành tích về thể thao gây ấn tượng. Các vụ án tham nhũng lớn được thanh tra điều tra nghiêm túc và đưa ra xét xử nghiêm minh. Về nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tìm giải pháp mạnh mẽ, khơi thông mọi nguồn lực trong phát triển, khắc phục chậm trễ, trì trệ trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện, đồng thời cần tháo gỡ những rào cản làm kinh tế tư nhân không bứt phá được. Thúc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí đi liền với hoàn thiện thể chế pháp luật. Thủ tướng khẳng định đây là hội nghị quan trọng, đề nghị cán bộ ngành trung ương và địa phương tập trung thảo luận với những giải pháp mang tính thực tiễn, hiệu quả để có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 và thời gian tới. Báo cáo kết quả kinh tế xã hội năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, kết quả nổi bật trong năm 2018 đó là tăng trưởng GDP đạt 7,08%, dự trữ ngoại hối, xuất khẩu, xuất siêu cũng vượt so với kế hoạch. Dù tăng trưởng cao, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với việc giữ được mục tiêu CPI. Thâm hụt ngân sách giảm, thị trường chứng khoán ổn định, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.578 đô la, tăng 198 đô la so với năm 2017. Cả nước có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp. Bên cạnh đó có hơn 34.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt hơn 244 tỷ đô la, kim ngạch nhập khẩu trên 237 tỷ đô la. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại phát triển đúng hướng, chuyển biến rõ nét. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Bình Minh báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2018. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ báo cáo dự thảo nghị quyết 01 của Chính phủ về giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Cũng tại hội nghị, các bộ ngành trung ương và các địa phương tập trung thảo luận, phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra mục tiêu giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ trong điều hành và hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm 2018, để lại những ấn tượng tốt đẹp và thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nguyên nhân nào đã cho chúng ta kết quả thành công đó. Thứ nhất, nhờ chúng ta thừa hưởng được những thành tựu to lớn, quan trọng có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới. Những kết quả toàn diện đạt được qua 2 năm 2016-2017. Đây là những thành quả quan trọng để kế thừa. Thứ hai là có sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức chung lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thứ ba là nhờ có sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên.
góp ý kịp thời của cán bộ đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2019 là năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, đồng thời là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Do vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn thể hệ thống chính trị cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện các kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 mà Đảng đã đề ra. Chiều nay tại thành phố Đà Lạt, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức hội nghị lần thứ hai để lấy ý kiến, góp ý cho các dự thảo văn bản về công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến dự. Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các nhà thiếu nhi trong cả nước đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019. Theo đó, các ý kiến đã chỉ rõ hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc đã bám sát chương trình công tác năm của Hội đồng đội Trung ương. Các tỉnh thành trong cả nước không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí của đông đảo thiếu niên nhi đồng trên toàn địa bàn. Đội ngũ cán bộ công tác tại nhà thiếu nhi năng động, có kỹ năng. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc, các đại biểu cho rằng hệ thống nhà thiếu nhi cần phải tiếp tục duy trì sự ổn định, nghiên cứu thí điểm, nhân rộng những mô hình mới trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, tạo môi trường phát huy năng khiếu sở trường cho các em, tiếp tục gắn kết hoạt động của nhà thiếu nhi nhằm phục vụ những chủ trương lớn của đoàn đội. Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đã đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác, phân tích nguyên nhân và các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2019, Hội đồng đội Trung ương tiếp tục củng cố chất lượng hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi trong cả nước, cũng như tạo môi trường phát huy năng khiếu sở trường cho các em thiếu nhi tại các địa phương. Nâng cao chất lượng giống khoai tây từ quy trình sản xuất tiên tiến nhằm hạn chế sâu bệnh, giảm giá thành cho người dân. Thông tin nóng trên lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn giao thông sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng có hơn 19.000 hectare rau quả, trong đó diện tích rau khoảng hơn 900.000 hectare. Diện tích và sản lượng rau quả được áp dụng quy trình sản xuất an toàn như Việt Gap, Global Gap chỉ đếm 5% trên tổng diện tích trồng trọt. Hiện nay, Lâm Đồng có gần 19.500 hectare rau quả, trong đó diện tích rau khoảng hơn 937.000 hectare, sản lượng đạt 2 triệu tấn một năm. Diện tích và sản lượng rau quả phân bố chủ yếu ở 4 địa phương Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt và Lạc Dương và rải rác ở các địa phương khác trong tỉnh. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết sản xuất rau quả của Lâm Đồng chủ yếu do nông dân trồng mang tính cá thể, quy mô nhỏ lẻ, phân tán, giá thành cao, nhưng chất lượng chưa thực sự cao, chưa tạo được sản lượng hàng hóa lớn, khó khăn trong chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, khả năng cạnh tranh thấp. Diện tích rau quả được áp dụng quy trình sản xuất an toàn như Việt Gap, Global Gap chỉ chiếm khoảng 5% tổng diện tích trồng trọt. Diện tích rau quả được áp dụng quy trình sản xuất an toàn như Việt Gap, Global Gap chỉ chiếm khoảng 5% tổng diện tích trồng trọt. Việc sản xuất chưa theo chứng chỉ an toàn là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến thương hiệu rau quả trên thị trường nội địa và xuất khẩu của rau quả Lâm Đồng. Thành phố Đà Lạt hiện có gần 6.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm hơn 56% tổng diện tích đất nông nghiệp, chủ yếu là người dân và doanh nghiệp trồng các loại rau hoa đặc thù theo thế mạnh riêng của địa phương. Trong đó có 4 sản phẩm được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, gồm rau hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Riêng mô hình du lịch canh nông có 17 mô hình đạt tiêu chuẩn, là những điểm đến khám phá trải nghiệm lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Riêng mô hình du lịch canh nông có 17 mô hình đạt tiêu chuẩn là những điểm đến khám phá trải nghiệm lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước, như làng hoa Thái Phiên, làng hoa Vạn Thành, làng hoa Hà Đông, hợp tác xã rau an toàn Hồ Xuân Hương, vườn lan Isa Orchid, cầu Đức Phàm. Chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch canh nông.
Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã khai trương 3 cổng chào tuyến du lịch canh nông tại đường Hồ Xuân Hương, phường 9, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt và xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng khoai tây trong chế biến tại gia đình cũng như các nhà máy công nghiệp ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết Lâm Đồng chỉ có thể canh tác khoai tây vào mùa khô. Vào mùa mưa, sản lượng khoai tây sụt giảm là cơ hội để khoai tây ngoại nhập kém chất lượng trà trộn vào địa bàn, giả danh thương hiệu khoai tây Đà Lạt, tổn hại đến thương hiệu cũng như quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng. Dự án xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh, giá thành thấp do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Sau và Hoa đã góp phần giải quyết một phần thực tế này. Xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là vùng sản xuất khoai tây trọng điểm của Đà Lạt Lâm Đồng, nơi sản xuất ra phần lớn khoai tây thương hiệu Đà Lạt cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, từ trước đến nay, nhân dân trong vùng tự giữ giống khoai tây trong điều kiện bảo quản thông thường và canh tác theo thói quen truyền thống nên còn nhiều hạn chế. Nằm trong hoạt động đề án khuyến nông, xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh giá thành thấp, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa đã trực tiếp hỗ trợ nông hộ giống khoai tây nguyên chủng, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật, đã dần thay đổi thói quen canh tác của nông hộ, từ tự phát sang việc tuân thủ các quy định chăm sóc đúng quy trình. Sau khi tôi trồng giống này, tôi phải để giống lại và tôi chia sẻ cho bà con cùng trồng và để mà lần lần chúng ta sản xuất cái giống sạch bệnh để mà nông dân dễ chăm bón và đạt cái năng suất hơn. Nếu mà làm như khoai tây truyền thống thì giống này có thể đạt hơn từ 25% trở lên. Thông qua cái dự án của Viện Nghiên cứu Khuyến nông Trung ương này, thông qua bên Trung tâm Khoai tây Rau Hoa thì chuyển giao cái giống khoai tây BO3 sạch bệnh cho nông dân. Thì trên cơ sở đó thì người nông dân có được cái nguồn giống sạch bệnh. Ở đây hiện tại là cái mô hình và cũng rất mong muốn là qua những cái lớp tập huấn mà Trung tâm Khoai tây Rau Hoa triển khai thì người nông dân nắm vững cái kỹ thuật, đồng thời là có cái phổ biến về cái nguồn giống sạch bệnh cho nông dân sản xuất khoai tây tại địa phương để có cái năng suất ổn. Trước khi tiến hành sản xuất giống khoai tây sạch bệnh, các hộ chọn tham gia mô hình đã được tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây giống sạch bệnh. Hàng ngày, các nông hộ phải theo dõi sát sao tình hình phát triển của cây khoai tây dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa nhằm có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình chăm sóc. Đặc biệt, các vườn khảo nghiệm giống khoai tây sạch bệnh luôn ưu tiên sử dụng phân bón và vật tư nông nghiệp có nguồn gốc vi sinh. Không chỉ triển khai tại Đà Lạt, đề án sản xuất giống khoai tây sạch bệnh còn triển khai tại địa bàn huyện Đơn Dương với việc tăng hơn 20% so với cách sản xuất thông thường. Từ các yếu tố trên sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích. Mặt khác, khả năng nhân rộng các mô hình sản xuất này không còn quá khó khăn. Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau Hoa đã rất là cố gắng để cải thiện tiếp cái quy trình sản xuất của giống khoai tây để đưa ra cho bà con những cái của giống khoai tây, những cái giống khoai tây mà đạt chất lượng tốt nhất. Và trong từ năm 2016 thì chúng tôi cũng đã thực hiện được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện cái dự án là xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh. Thì đây là một điều kiện rất tốt để bà con nông dân được tiếp cận với những nguồn giống sạch bệnh, bởi vì dự án là đã hỗ trợ bà con nông dân về giống, vật tư và đặc biệt là chúng tôi cũng nghiên cứu để tập huấn bà con về kỹ thuật canh tác giống khoai tây để đảm bảo làm sao để cái chi phí trong cái quá trình chăm sóc là thấp nhất và cái hiệu quả mang lại là năng suất là cao nhất. Việc áp dụng quy trình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh giá thành thấp đã giúp nông hộ không còn phải chịu tình trạng bị thiệt hại do nguồn giống kém chất lượng. Đây cũng là niềm vui để nông dân Lâm Đồng yên tâm gắn bó với cây khoai tây. Theo đánh giá của cơ quan thực hiện dự án, thì giá củ giống nguyên chủng trên thị trường trong năm 2017 và năm 2018 dự kiến là 18-20.000 đồng một kg, trong khi giá giống nguyên chủng của dự án khi thực hiện mô hình chỉ khoảng 11-12.000 đồng một kg. Trong 3 năm, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau Hoa đã triển khai thực hiện là 45 hectare mô hình sản xuất giống khoai tây nguyên chủng cho một số tỉnh như Lâm Đồng, Thái Bình, Lào Cai, Hải Phòng và Hải Dương. Kết quả thu được thì chúng tôi
là năng suất của mô hình đạt trung bình từ 17 đến 18 tấn trên 1 hecta. Và đặc biệt là chúng tôi xây dựng được một cái quy trình sản xuất giống sạch bệnh với cái tiêu chuẩn giống là tương đương với một số cái giống nhập khẩu trên cả nước. Và cái quan tâm của chúng tôi đó là người dân là có ý thức hơn trong cái việc là thực hiện cái việc là tổ chức sản xuất giống để cung cấp cho các cái nông hộ khác trong sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiến hành xây dựng khoảng chừng 220 hecta diện tích mô hình sản xuất khoai tây xác nhận với cái năng suất trung bình là khoảng chừng 20 tấn trên 1 hecta, và chất lượng thì nó đạt cái tiêu chuẩn theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam. Dự án chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống khoai tây sạch bình giá thành thấp được thực hiện trên mô hình khoai tây nguyên chủng và khoai tây xác nhận, phục vụ cho cả ăn tươi và chế biến. Sau 3 năm triển khai, từ năm 2016 đến nay, dự án sản xuất khoai tây giống sạch bình giá thành thấp đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực sản xuất khoai tây của Lâm Đồng và cả nước đạt mục tiêu bền vững. Với mục tiêu nhằm để kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan, từng bước đưa ngày quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh cho đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn. Theo đó, các hoạt động hướng tới Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019 được triển khai trong tháng 2 2019 với chủ đề kinh doanh lành mạnh, kinh doanh bền vững. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức các hoạt động lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng. Đặc biệt trong các ngày đợt mùa mua sắm cao điểm cuối năm, cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các doanh nghiệp cần xây dựng các công cụ hữu hiệu để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện là cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Sáng nay 28 tháng 12, Học viện Lục quân tổ chức khai giảng hoàn chỉnh chiến lược cao cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2018 với sự tham dự của Ban Giám đốc Học viện Lục quân, lãnh đạo Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và 400 học viên là cán bộ sĩ quan đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn quân. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được bồi dưỡng nâng cao 5 chuyên đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, quan hệ quốc tế, chính trị học, kinh tế văn hóa, một số vấn đề về khoa học chính trị và công tác lãnh đạo quản lý. Đây là khóa học thứ 2 về đào tạo hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị trong kế hoạch 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2020 mà Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện. Thông qua đó nhằm nâng cao trình độ nhận thức lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy quản lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tiếp theo chương trình là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng ngày 28 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2019. Hiện toàn tỉnh có 12 ban đại diện Hội Người Cao Tuổi các huyện thành phố, với gần 83.000 hội viên, chiếm tỷ lệ 86% người cao tuổi. Trong thời gian qua, công tác chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được chính quyền quan tâm. Đến nay, có gần 16.800 người từ 80 tuổi trở lên được hưởng bảo trợ xã hội, gần 19.700 người được khám sức khỏe định kỳ và trên 27.500 người có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng ngày càng phát huy được vai trò người cao tuổi trên nhiều mặt xã hội. Cụ thể như có hơn 5.500 người cao tuổi đang đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại địa phương. Bình quân trên 90% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đặc biệt, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được các cấp quan tâm triển khai sâu rộng với 520 câu lạc bộ văn nghệ, thơ, dưỡng sinh, cờ tướng, bóng bàn và thu hút gần 11.600 người cao tuổi tham gia. Năm 2019, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ hội viên và người cao tuổi về nghị quyết của Đảng, gắn với đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng.
Tại hội nghị, ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Lâm Đồng cũng đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng năm 2018. Sáng ngày 28 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác hội phụ nữ năm 2018. Trong năm qua, bằng việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động, Hội Phụ nữ tỉnh đã thực hiện thành công các đề án liên quan đến phụ nữ, như đề án phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm, đã tổ chức 22 lớp tập huấn cho 2.100 cán bộ hội các cấp, tuyên truyền viên ở cơ sở, kiến thức về an toàn thực phẩm cho 115.000 lượt hội viên. Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 thu hút trên 100 ý tưởng tham gia. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện các tiêu chí 503 sạch, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật được hội đẩy mạnh thực hiện với 90.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Phát huy nội lực trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của chị em phụ nữ, các cấp hội tiếp tục duy trì các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ quay vòng vốn tại 100% chi tổ hội. Bên cạnh đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế luôn được các cấp hội quan tâm duy trì. Trong năm, hội đã phát triển mới trên 3.100 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 164.700 hội viên. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên đạt 77%. Bên cạnh những mặt đã làm được, công tác xây dựng và phát triển hội viên hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng trong năm qua vẫn còn nhiều khó khăn. Một số mô hình hoạt động chưa phát huy được hiệu quả còn mang tính hình thức. Vì vậy, trong năm 2019 với chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung lựa chọn những nội dung ưu tiên tuyên truyền giáo dục truyền thống pháp luật phù hợp với từng nhóm phụ nữ, xây dựng quy hoạch đào tạo và bố trí cán bộ theo đề án vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy, phát huy năng lực sở trường của cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ngày 27 tháng 12 tại thành phố Bảo Lộc, Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa và nhà tình thương cho 3 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn. Chứng kiến lễ trao nhà có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, chính quyền và các đoàn thể địa phương. 3 trường hợp được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà lần này là ông Nguyễn Quốc Thái, thương binh 2/4, cựu tù chính trị, trú tại phường 2 với số tiền 50 triệu đồng, giúp ông sửa lại nhà, sơn tường, làm mái, ổn định chỗ ở. Gia đình ông Ca Dếu và ông Ca Bin ở phường Bờ Lao, mỗi trường hợp 30 triệu đồng để xây dựng nhà mới, để an cư, lập nghiệp, từng bước vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong dịp mừng năm mới Kỷ Hợi sắp đến. Dịp này, các trường hợp nói trên cũng được Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng tặng quà và trao một sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng. Hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ tư do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, ngày 28 tháng 12, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2018 với chủ đề Vàng trái tim một tấm lòng, với sự tham gia của trên 80 cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại các chi nhánh điện lực trên địa bàn tỉnh. Trong đợt hiến máu này đã có trên 80 đơn vị máu đạt chất lượng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Lãnh đạo ngành Điện lực Lâm Đồng cho biết hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phát động với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang có nhu cầu về máu để điều trị bệnh, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu khan hiếm nguồn máu tại các bệnh viện hiện nay. Thông tin trên lĩnh vực an toàn giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, được đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân năm 2019, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng triển khai được hoạt động cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết. Tuyên truyền nâng cao thái độ, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm trong hoạt động vận tải. Trọng tâm là tuyến Lâm Đồng đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, tuyến Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh trên các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, 28, 55. Kiểm tra các điều kiện an toàn tại các bến khách ngang sông, bến thủy du lịch, các bến thủy phục vụ khách tham quan du lịch. Xây dựng phương án phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và khu vực tổ chức các lễ hội lớn, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các thành phố, khu đô thị, khu dân cư, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố, các trạm thu phí đường bộ, triển khai các biện pháp ngăn chặn đua xe trái phép trên địa bàn Đà Lạt, Bảo Lộc và đường cao tốc Liên Khương - Ren. Vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 27 tháng 12, tại km 146 quốc lộ 20, đoạn qua thôn 10, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, Lâm Đồng, một xe tải 15 tấn đang chuẩn bị đưa hàng vào kho thì bỗng dưng mất thắng, tự trôi và rơi xuống vực sâu ven đường,
tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc. Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Tuyên, 38 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, điều khiển xe tải biển kiểm soát 49C00667, chở theo hàng chục tấn cà phê nhân. Khi xe đang chuẩn bị đưa hàng vào kho, thì bỗng dưng mất thắng và trôi tự do. Tài xế đã cố gắng xử lý, nhưng xe tải đã trôi thẳng xuống vực sâu ven đường gần kho hàng. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm lật ngửa dưới vực sâu khoảng 20 mét. Phần đầu xe tải bị hư hỏng hoàn toàn. Tài xế Nguyễn Văn Tuyên bị mắc kẹt bên trong cabin. Ngay sau vụ tai nạn, người dân đã nhanh chóng phá cửa xe để đưa tài xế đi cấp cứu. May mắn, tài xế Nguyễn Văn Tuyên chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh cũng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Thông tin trong nước và quốc tế, hơn 120.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán. Nhật Bản vừa tìm ra vaccine mới giúp phòng ngừa bệnh đột quỵ bằng cách ngăn chặn tình trạng hình thành cục máu đông. Đến thời điểm này đã có 3 địa phương xin hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán, với đề nghị hỗ trợ khoảng gần 2.500 tấn gạo. Thông tin này được Tổng cục Dự trữ Nhà nước đưa ra tại buổi họp báo sáng ngày 27 tháng 12, 2018. Ba địa phương là Yên Bái, Ninh Thuận và Nghệ An. Cụ thể, tỉnh Yên Bái đề nghị hỗ trợ 25.000 nhân khẩu với số lượng 380 tấn, tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ 24.000 nhân khẩu với 1.264 tấn gạo và tỉnh Ninh Thuận đề nghị hỗ trợ 53.000 nhân khẩu với gần 800 tấn gạo. Từ đầu năm tới nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp gần 120.500 tấn gạo với tổng giá trị 1.186 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ các dự án trồng rừng, học sinh tại các vùng kinh tế khó khăn và 5.000 tấn gạo viện trợ cho Cuba. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện việc tăng cường kiểm soát chất lượng nước thải trên địa bàn. Theo đó, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn trong quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư mới, cần yêu cầu các chủ đầu tư phải có trạm xử lý nước thải đạt quy chuẩn. Đối với các dự án có quy mô lớn, chưa có trạm xử lý nước thải, phải có lộ trình đầu tư công trình xử lý, bao gồm hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với nước thải, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các nguồn nước thải, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, tiếp tục duy trì và nâng cấp mạng lưới quan trắc môi trường nước nhằm theo dõi chặt chẽ và có giải pháp quản lý phù hợp. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người mới mắc đột quỵ, khoảng 50% trong số đó tử vong và để lại các di chứng sau cơn đột quỵ nặng nề. Một điều đáng lo ngại là số bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa, thậm chí có những người dưới 20 tuổi cũng mắc phải. Điều này đang gây lo lắng, bệnh đột quỵ không chừa một ai. Theo thống kê tại các bệnh viện trên cả nước, trong 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân phải nhập viện vì đột quỵ đang có chiều hướng tăng trung bình 2% mỗi năm. Trong đó, tỷ lệ nam giới mắc cao gấp 4 lần nữ giới. Đột quỵ, hay tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột và ít khi có triệu chứng báo trước. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Một trong những nguyên nhân dẫn tới đột quỵ là do lối sống thiếu khoa học, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích. Đây chính là lý do vì sao nam giới dễ mắc đột quỵ hơn. Ba em bị đột quỵ thì cũng được nửa năm rồi. Cái nguyên nhân là do thuốc bia, rượu nhiều thì nó dẫn đến là tắc mạch máu. Hiện tại ba em đang theo tập vật lý trị liệu, châm cứu và có uống thuốc ở một số nơi, nhưng mà bệnh vẫn không có tiến triển gì nhiều. Nếu như trước đây có quan niệm cho rằng người tuổi cao mới có nguy cơ đột quỵ cao, thế nhưng hiện nay tỷ lệ người bị đột quỵ dưới 45 tuổi cũng khoảng 30%. Chị Phượng mới 36 tuổi đã mắc các triệu chứng của bệnh đột quỵ, phải nhập viện điều trị. Ba bữa rồi là bị tai biến nhẹ. Nói chuyện lắp bắp. Bác sĩ nói là bị tăng huyết áp cao. Rồi thành ra là phải nằm viện ở lại. Càng đáng lo ngại hơn khi thời gian gần đây, các bệnh viện trong cả nước tiếp nhận nhiều bệnh nhân đột quỵ khi tuổi còn rất trẻ. Có trường hợp chưa đầy 20 tuổi. Dấy lên lo ngại căn bệnh không chừa một ai. Vì sao bệnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa, khiến không ít người trẻ khi được chẩn đoán mắc đột quỵ tỏ ra bất ngờ, không tin. Do giới trẻ chúng ta hút thuốc lá nhiều nè, rồi chúng ta sử dụng rượu bia nhiều nè, thậm chí là rất nhiều trẻ em sử dụng thuốc kích thích, đó cũng là một trong những cái lý do làm gia tăng bệnh đột quỵ. Theo các bác sĩ, bệnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa còn đến từ tình trạng mất ngủ, căng thẳng, stress thường xuyên do áp lực từ công việc, cuộc sống và cả tâm lý chủ quan. Cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Bệnh nhân đột quỵ có tỷ lệ tử vong rất cao, do vậy không nên xem thường bệnh, nhất là người trẻ.
Đó là một cái xu hướng thực sự đáng quan ngại, bởi vì cái đột quỵ nó gây ra cái hậu quả rất là nặng nề. Nặng nhất thì người bệnh sẽ tử vong, sẽ mất, không đột ngột thì có thể mất đi. Thì tuy nhiên thì những người còn sống thì có thể để lại những cái phế tật rất là nặng. Dự phòng từ sớm mới chính là cách để bảo vệ cơ thể trước nguy cơ đột quỵ não hữu hiệu nhất. Lời khuyên từ các chuyên gia là ngoài việc bổ sung dưỡng chất, cần làm việc hợp lý, tránh mất ngủ, căng thẳng, stress, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, đồng thời hạn chế bia rượu, thuốc lá để bảo vệ và nâng cao sức khỏe hô hấp, tim mạch và sức khỏe toàn thân, hạn chế tối đa nguy cơ đột quỵ xảy ra. Liên quan đến bệnh đột quỵ, mới đây các nhà khoa học Nhật Bản đã bào chế thành công một loại vaccine giúp phòng ngừa đột quỵ bằng cách ngăn chặn tình trạng hình thành cục máu đông. Loại vaccine mới ngừa đột quỵ có tên S100A9 và đã được thử nghiệm thành công nhiều lần trên chuột. Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Osaka, vaccine này không những có tác dụng phòng ngừa bệnh mà còn là một phương tiện để bảo vệ chống bệnh tái phát, bởi nó có thể ngăn ngừa tình trạng hình thành cục máu đông liên tục trong hơn 2 tháng kể từ thời điểm tiêm. Ngoài ra, vaccine không gây ra các phản ứng tự miễn dịch và không làm tăng nguy cơ chảy máu. Đức sẽ phản đối mọi động thái triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung mới ở châu Âu nếu hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung bị hủy bỏ. Tuyên bố được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu lo ngại việc Mỹ rút khỏi INF có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm. Hãng thông tấn DPA của Đức dẫn lời Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh, dù trong hoàn cảnh nào, châu Âu cũng không nên làm sân khấu cho một cuộc tranh cãi về tái vũ trang. Ông tuyên bố, việc triển khai các tên lửa tầm trung mới sẽ vấp phải sự phản đối rộng rãi ở Đức. Tái vũ trang hạt nhân là một lựa chọn sai lầm và những chiến thuật áp dụng từ thời chiến tranh lạnh sẽ không thể giúp giải quyết các vấn đề ngày nay. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ dọa sẽ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, một hiệp ước kiểm soát vũ khí then chốt thời chiến tranh lạnh ký với Nga. Moscow sau đó cảnh báo sẽ hành động nếu Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân mới ở châu Âu. Giữa không khí quây quần ấm áp đoàn viên đón chào năm mới tại nhiều quốc gia trên thế giới, vẫn còn đó những cảnh đời chia lìa xa cách trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Khoảng 100 người tị nạn đến từ Trung Mỹ vẫn đang mắc kẹt tại các thành phố biên giới giữa Mỹ và Mexico, chờ đợi trong sự hoang mang, xen chút hy vọng rằng đơn xin tị nạn của họ vào xứ cờ hoa sẽ được chấp thuận. Tại thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ, các gia đình nhập cư đã dành trọn mùa Giáng sinh năm nay cùng với một tổ chức từ thiện địa phương để đòi quyền lợi, cũng như chuẩn bị cho thủ tục xin cấp quy chế tị nạn mà dự kiến có thể mất tới nhiều tháng. Trong khi đó, ở phía biên giới Mexico, các trại tị nạn đã quá tải, buộc nhiều người phải ngủ trên sàn nhà dưới tiết trời lạnh giá. Thậm chí, một trạm xăng địa phương đang được tận dụng để làm nơi trú ẩn tạm thời cho một số gia đình tị nạn. Có tới hơn 40 người đang phải chờ đợi cả ngày ngoài trời giá lạnh để có thể có được một chỗ trú ẩn trong nhà. Chúng tôi chỉ có thể cầu Chúa tiếp thêm sức mạnh. Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã siết chặt quy định tiếp nhận đơn xin tị nạn với lý do các đối tượng phạm tội trà trộn vào dòng người di cư. Tuy nhiên, một tòa án liên bang đã ra phán quyết ngăn chặn tạm thời chính sách của Tổng thống. Trong khi đó, chính phủ Mexico tuyên bố không chấp nhận quy chế nước thứ ba an toàn đối với người di cư tìm kiếm quy chế tị nạn tại Mỹ, do lo ngại sẽ phải gánh những người đã bị Mỹ từ chối. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, cần lưu giữ và phát huy nét duyên dáng, thanh lịch, hiền hòa của con người Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu, hình ảnh người phụ nữ Đà Lạt thanh lịch, tinh tế, nhã nhặn đã luôn khắc sâu vào trí nhớ và trái tim người yêu thành phố cao nguyên này. Ngày nay, những người phụ nữ của thành phố hoa ấy vừa tài giỏi, vừa đảm đang, vừa duyên dáng, luôn có tấm lòng bao dung hướng về cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ cho những người phụ nữ khác vươn lên trong cuộc sống. Nhìn lại 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người phụ nữ điển hình như thế qua ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, vườn dâu tây công nghệ cao của nông dân Trịnh Thị Truyền, phường 3 thành phố Đà Lạt đón những vị khách đặc biệt. Đó là những cán bộ, hội viên phụ nữ từ 12 huyện thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Họ đến đây không chỉ để tìm hiểu cách phát triển một ý tưởng kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập cao và ổn định, mà còn để truyền cảm hứng có thể vượt qua những khó khăn trở ngại, vươn lên làm giàu chính đáng từ hình mẫu phụ nữ là bà Trịnh Thị Truyền. Thứ nhất là cái khi mà cây còn nhỏ là mình phải phòng hết tất cả, rồi sau khi mà mình nó lớn lên á, thì mình từ chỗ đó nó không bị bệnh. Thì ở đây ngoài ra thì mình cũng có thả thiên địch, vườn mình có thả thiên địch. Cho nên đối với những cái con này nó ăn con kia, con có lợi nó ăn con có hại. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là mình hạn chế tối đa cái việc phun thuốc, tại vì mình bán hàng đi, cái hàng này người ta kiểm tra mình hàng ngày. Do vậy nên phải hạn chế tối đa cái việc phun thuốc. Và mùa này thì nó là mùa thuận, cho nên là không phải phun. Nếu mà mùa mưa thì phải phun, tại vì độ ấm cao nó bị nấm nhiều. Còn giá cả thì ổn định. Mình bán loại 1 là 250.000 tại vườn, nhưng nhà mình thường xuyên, nói chung là hầu như rất là đắt hàng. Tạo điều kiện và hỗ trợ phụ nữ phát huy tiềm năng của mình là điều mà bà Truyền cũng như chị Phạm Hà Thùy Anh, phường 8 thành phố Đà Lạt đã và đang thực hiện bằng nhiều cách làm khác nhau. Là một thành viên của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Lâm Đồng, ý thức được vai trò của mình, chị Thùy Anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trong công việc kinh doanh. Với những trải nghiệm thực tế trong công việc, chị luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ giải quyết những trở ngại của phụ nữ khác khi họ mới bắt đầu khởi sự doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chị Thùy Anh cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Mình cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc, bởi vì thật ra khi mà cho đi á, thì mình nhận lại rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là mình cảm thấy là so với mình với trước đây thì mình thấy là mình hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi vì khi mà mình nhìn xuống thì mình cảm thấy mình quá may mắn. Cho nên là mình thấy rằng là khi mà mình đã có một cái điều gì đó may mắn hơn thì mình phải có trách nhiệm là làm sao để mình chia sẻ lại và giúp cho những cái người mà họ kém may mắn đó, họ cảm thấy rằng là cuộc sống này rất cần đến họ và họ cố gắng phải vươn lên, cũng như là mình cái ý thức rằng mình phải lan tỏa ra, bởi vì cái công việc thiện nguyện nếu như một người thì không thể nào làm được điều gì cả mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Còn đối với người phụ nữ Đà Lạt khác ở tuổi xưa nay hiếm này, suốt 25 năm qua bà đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân tâm thần không chỉ trên địa bàn thành phố. Đúng 5:30 sáng thứ ba hàng tuần, bà Tôn Nữ Thị Trần lại cùng những người thân trong gia đình phát bữa sáng miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Người phụ nữ lớn tuổi đáng kính ấy cũng không quản ngại xa xôi, mang tình yêu thương đến với những bệnh nhân tâm thần tại cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức, huyện Đức Trọng. Với bà, yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Mơ ước của tôi thì còn sống được ngày nào để chia sẻ với anh chị em, nhất là những người khó khăn trong này, là với lại những cái hộ mà khó khăn hay là bệnh nhân nghèo, cái đó là ước nguyện của chúng tôi. Bây giờ con cháu tôi nó đã được thành tài, nó đi làm hết, thì tôi có chút thời gian nào đó thì tôi đi làm từ thiện để mà giúp đỡ những người khó khăn. Dì Trần là một người rất giàu lòng, tuy là tuổi cao lắm rồi, trên 80, nhưng mà dì luôn hướng về người nghèo. Để rồi bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, bệnh nan y, nhà cháy hay những cái rủi ro trong cuộc sống, dì đều cộng tác để rồi đến chia sẻ cho tất cả những hoàn cảnh. Ba người phụ nữ thành phố Hoa đại diện cho các thế hệ phụ nữ Đà Lạt 125 năm qua, vừa tài giỏi, duyên dáng, bao dung và luôn hướng về cộng đồng. Họ cũng chỉ là ba trong số 125 điển hình tiên tiến của thành phố Đà Lạt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những người đã và đang đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng địa phương, xây dựng đất nước, đặc biệt là xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng hiện đại, phát triển, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, dịu dàng, hiền hòa và thanh lịch của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.